Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tại ổ dịch công ty CB Đông Lạnh, 1 ca ở Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, và ổ dịch công ty Phạm Đăng, 1 ca ở Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Lưu ý, 2 ca có địa chỉ nêu trên nhưng mà đã được cách ly từ trước. Ba Tri là 5 ca ở Tân Bình, xã Tân Thủy, và Tân An, xã Tân Xuân. Châu Thành là 10 ca ở An Hiệp, là 6 ca ở Thuận Điền, Tam Phước là 4 ca ở Phước Tân, Mỏ Cày Bắc là 1 ca ở Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây, Thạnh Phú là 1 ca ở Thạnh Phước, xã Thạnh Phong. Trong khu cách ly và phong tỏa là 18 ca, cộng đồng là 1 ca ở Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ngày 20 tháng 8, sốt nhẹ, nôn, tiêu chảy 2 lần, uể oải, liên hệ trạm y tế xuống test nhanh thì dương tính. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.509 ca mắc Covid-19, vẫn là 34 ca đã tử vong và 872 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.